Cố lên, gắng nữa lên, gắng lên, gắng sức nữa lên, cố gắng lên. Được rồi, được rồi, đầu sắp ra rồi. Đau quá, rặn thêm chút nữa đi, gắng thêm chút nữa. Thục Hoa, dùng sức đi con. Tiểu Quân, ba ơi. Tiểu Quân, Tiểu Quân sao rồi? Làm sao giờ, đã một ngày rồi vẫn chưa sinh được, vẫn không sinh được nữa thì gây. Thục Hoa, Thục Hoa, Thục Hoa, em gắng lên. Chị Thục Hoa, Thục Hoa, chị Thục Hoa, Thục Hoa con tỉnh lại đi. Tiếm Thái phải làm sao đây? Gọi con bé dậy đi. Chị Thục Hoa, chị Thục Hoa, chị Thục Hoa, Thục Hoa, chị Thục Hoa, Thục Hoa, nhanh, chị Thục Hoa, con bé tỉnh rồi, mau, mau rặn đi. Đúng vậy, rặn đi. Chị Thục Hoa, ra sức đi. Được rồi, được rồi, sinh rồi. Thiếu gia, chúc mừng cậu sinh được một tiểu thiếu gia. Thục Hoa, Thục Hoa, con đâu? Đứa bé ở đây này, em nhìn đi. Thục Hoa, vất vả cho em rồi. Thục Hoa, con sinh đứa bé mất một ngày, thể chất con vốn đã yếu, cộng thêm lần trước sinh Tiểu Quân tổn hại đến nguyên khí, con nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không thì sẽ không có sức nuôi con đâu. Thím yên tâm, con không sao. Thiếu gia, cậu đã đặt tên cho tiểu thiếu gia chưa? Con đã nghĩ xong rồi, gọi là Trịnh Minh Kiệt. Trịnh Minh Kiệt, Minh trong khắc cốt ghi tâm, Kiệt trong anh hùng hào kiệt. Minh Kiệt, đúng là cái tên hay, giống như tên của Nghi Quân, đều rất nghĩa hiệp. Các người làm gì vậy? Thiếu gia ở đâu? Làm gì vậy? Thiếu gia, Lý Dũng. Thiếu gia, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cậu rồi. Lão gia bảo chúng tôi đến đưa cậu về. Không thể nào. Lúc đầu tôi rời đi thì đã không có ý định quay trở về nữa rồi. Các anh về đi. Thiếu gia, lão gia nói rồi, nếu như cậu không đi theo chúng tôi thì có phải trói chúng tôi cũng phải trói cậu trở về. Các anh dám? Đưa thiếu gia đi. Thiếu gia, các người làm gì vậy? Thiếu gia, buông tôi ra. Làm gì vậy? Buông ra. Thiếu gia, thiếu gia, buông ra. Thiếu gia đi thôi. Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy hả? Làm gì vậy? Buông tôi ra. Nói đi. Không phải chuyện của các anh, anh cút đi. Có A Phát tôi ở đây, đừng hòng làm càn. A Phát, con đem ít cá đến cho chị dâu bồi bổ cơ thể. Đám người này đến đây làm gì vậy? Ăn cướp sao? Chúng tôi là người do lão gia phái đến. Thiếu gia, cậu có biết mấy năm cậu đi, lão gia và phu nhân nhớ cậu nhiều thế nào không? Cậu mau trở về hiếu thuận với họ đi. Nếu không phải lão gia nhà các người hợm hỉnh, khinh thường chị Thục Hoa xuất thân bần hàn, không chấp nhận dễ là con dâu. Đừng có nói giờ có con trai con dâu hiếu thuận, mà ngay cả cháu trai cháu gái cũng có rồi. Thiếu gia nhà chúng tôi là học sinh du học ở Pháp, lại là con độc đinh của tiệm đồ tay Trịnh Ký, sao cậu ấy có thể tùy tiện kết hôn được? Thiếu gia, lão gia đã nhượng bộ rồi. Cậu nạp thiếp thì cứ nạp, nhưng mà cậu phải quay về chứ. Lý Dũng, anh nói linh tinh gì vậy? Nhớ dẫn, nạp thiếp cái gì chứ? Tôi cho anh hay, đừng có chia cách gia đình của Trịnh thiếu gia nữa. Cút đi cho tôi, không tôi đánh gãy chân của mấy người đấy. Anh là cái thái gì chứ? Nào, anh đánh đi, anh đánh thử xem. Các người muốn làm gì? Đừng đánh thiếu gia, đừng đánh. Buông cậu ấy ra, buông ra, buông ra. Đừng đánh nữa thiếu gia, buông tôi ra. Buông tôi ra, buông ra. Buông tôi ra, thiếu gia, thiếu gia. Các người tránh ra, thiếu gia. Thiếu gia, các người làm gì vậy? Thiếu gia, buông tôi ra.
Thế Hiền, buông tôi ra. Thế Hiền, Thế Hiền, chị Thục Hoa, Thục Hoa, chị Thục Hoa, tránh ra. Thế Hiền, Thế Hiền, Thục Hoa, anh đừng đi. Thục Hoa, Thế Hiền, Thế Hiền, Thục Hoa, Thế Hiền, Thục Hoa, em không sao chứ? Anh đừng đi, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, các người tránh ra, đi thôi. Thiếu gia, mau đi thôi. Thục Hoa, buông anh ấy ra. Thục Hoa, các người buông anh ấy ra đi. Các người tránh ra, đi thôi. Các người buông anh ấy ra. Các người tránh ra, đi thôi. Thục Hoa, Thế Hiền, anh đừng đi. Thục Hoa, anh đừng đi. Thế Hiền, đừng đi. Buông tôi ra. Thục Hoa, Thế Hiền, Thục Hoa, các người buông anh ấy ra đi. Thục Hoa, ba ơi, buông tôi ra. Thế Hiền, mau đi thôi. Thục Hoa, anh quay lại đi. Thế Hiền, Thục Hoa, buông tôi ra. Thục Hoa, đừng đưa anh ấy đi mà. Ba ơi, Thục Hoa, Thế Hiền, buông tôi ra. Thục Hoa, Thục Hoa, Thục Hoa, Tiểu Quân, Thế Hiền, hai mẹ con đợi anh trở về. Hai mẹ con hãy đợi anh. Con muốn ba. Thế Hiền, anh quay lại đây. Thật là khí thế. Tốt, tốt, tốt lắm. Chúc mừng, chúc mừng. Tốt lắm. Chị Thục Hoa, chị vẫn ổn chứ? Tốt, chúc mừng. Mau lên. Bác sĩ, cảm ơn ông. Chị Thục Hoa, sức khỏe của chị vốn không tốt, sinh xong lại bị thương nặng như vậy. Bác sĩ nói nếu chị còn không dưỡng bệnh cho khỏe hẳn thì sợ rằng không gắn gượng nổi qua 2 năm đâu. Như vậy thì phải làm sao? Không sao đâu, vì Tiểu Quân và Tiểu Kiệt, chị nhất định sẽ kiên trì. Yên tâm đi. Thiếu gia, hiện giờ cậu đang ở đâu? Cậu hãy về sớm đi. Không thôi mẹ con chị như này, chị thì bệnh, con thì còn bé, như vậy thì phải làm sao chứ?
Thục Hoa, anh xin lỗi, vì không muốn ba mẹ cướp con khỏi tay em. Chỉ có thể đồng ý với ba mẹ mọi việc, nhưng mà anh nhất định sẽ quay trở về tìm em. Thục Hoa, em phải đợi anh. Đợi một thời gian nữa, anh nhất định sẽ tìm cách trốn về. Thế Hiền, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm thôi. Em ngủ trước đi, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Anh ra ngoài uống rượu với khách. Em xem, đây là anh tìm người mua cho em đấy. Thật đẹp quá, thật đẹp quá. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai chúng ta, cũng là ngày con chúng ta ra đời. Hai năm nay tay nghề thêu thù của em rất giỏi, kiếm được không ít tiền, anh mới có khả năng mua cho em cái này. Nào, hoa tung bay, hoa tung bay. Năm đó thiếu gia bỏ lại toàn bộ gia sản, một đồng tiền cũng không lấy, chỉ đưa chị Thục Hoa đến đây sống. Hiện giờ cũng coi như là đã thành gia lập nghiệp rồi. Thế Hiền, khi nào anh mới quay trở về? Cơ thể này của em không biết có thể chống đỡ nổi cho đến khi anh trở về hay không. Từ khi Tiểu Kiệt ra đời cho đến đây đã nửa năm rồi, anh cũng không về thăm thằng bé. Hiện giờ Tiểu Quân cũng không còn hỏi em ba ở đâu nữa rồi. Lẽ nào anh muốn để bọn trẻ trở thành kẻ mồ côi không có cha sao? Nếu như em chết rồi thì các con phải làm sao? Thế Hiền, sao anh lại bỏ rơi mẹ con em như vậy? Tại sao anh vẫn chưa quay về?
Thế Hiền, anh hận em không? Nhìn anh như vậy, trong lòng của em cũng buồn lắm. Nhưng mà những chuyện này em cũng không có cách nào cả. Em lấy nó từ chỗ của Lý Dũng. Em biết thứ này nhất định rất quan trọng đối với anh. Đây là thứ duy nhất mà Thục Qua đưa cho anh. Anh yêu cô ấy như vậy, cô ấy nhất định là một người con gái rất tốt. Em tin hai người nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Đã muộn lắm rồi, về ngủ đi thôi. Anh muốn ngồi ở đây một lát. Mẹ ơi, mẹ có đau không hả mẹ? Mẹ không đau. Để con xoa cho mẹ, đau nhức biến mất rồi thì mẹ sẽ không đau nữa. Ngoan lắm, mẹ không đau nữa rồi. Ngoan, đừng khóc nữa. Chỗ đau của mẹ biến mất rồi. Được rồi, con mau nằm xuống đi, ngủ ngon nhé. Ngoan quá, con muốn nghe mẹ hát. Được, mẹ hát cho con nghe nhé. Con muốn nghe bài gì? Con muốn nghe bài Ngôi Sao Lấp Lánh. Mẹ hát cho con nghe nhé. Từng ngôi sao sáng lấp lánh trên trời đầy những ngôi sao nhỏ. Ở trên trời cao tỏa ánh sáng giống như rất nhiều con mắt nhỏ. Từng ngôi sao sáng lấp lánh trên trời đầy những ngôi sao nhỏ. Bảy năm sau, Tiểu Quân, mẹ ơi, ngoan. Mẹ ơi, mẹ lại đợi tin tức của ba sao? Hôm nay có rất nhiều thuyền buôn, chắc sẽ có người biết về tung tích của ba. Chúng ta cứ từ từ hỏi, chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Mẹ ơi, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, mẹ phải chú ý sức khỏe nha. Như vậy khi ba trở về thấy mẹ tươi tắn thì ba mới vui vẻ được. Được, mẹ biết rồi. Tiểu Quân, mẹ sẽ chú ý sức khỏe. Đúng rồi, Tiểu Kiệt đâu? Em bé bảo đi tìm bạn để chơi. Con bảo em đừng đi, nhưng mà em không nghe. Vậy sao con có thể để em đi một mình chứ? Em nói em muốn kết bạn, không cho con đi theo. Đi mau. Cậu thua rồi, cậu thua rồi. Cậu ta đang làm gì vậy?
qua đó coi thử. Đang làm gì vậy? Nè, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang thổi kèn lá. Cậu xem, cái lá này biết hát đó. Thật hay giả vậy? Để tôi xem đây là cái gì nha. Lá sao có thể biết hát? Cậu nói khoác. Không phải lá cây không biết hát, mà là cậu quá lỗ mãng. Lá cây sẽ không hát cho cậu nghe đâu. Cậu dám cười tôi? Đứa trẻ bị bỏ rơi như cậu chỉ biết nói khoác. Tôi không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Đúng là vậy. Tôi không phải. Cậu chính là vậy. Tôi không phải. Đánh đi, đánh đi. Đánh cậu ta đi. Đúng là đứa trẻ không ai cần. Đánh đi, đánh đi. Cho chết đi. Đánh đi. Đánh. Không ai cần, không ai cần. Đứa trẻ không ai cần. Đánh đi, đánh đi. Nam tử hán đại trượng phu sao có thể khóc được chứ? Chú A Phát, sao con lại trốn vào đây khóc một mình? Các bạn nói con là đứa trẻ bị bỏ rơi, thế nên con đã đánh nhau với tụi nó. Đánh thua cũng không sao, luyện tập cho bản thân khỏe mạnh lên để lần sau đánh thắng. Khóc thì có ích gì chứ? Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, mẹ ơi, Tiểu Kiệt ở bên đó kìa. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, mau lau nước mắt đi. Nếu để mẹ con nhìn thấy thì mẹ con sẽ buồn đó. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, em lại đi đánh nhau với người ta rồi. Em, Tiểu Quân, con lại cao thêm rồi. Lại đây đo với chú thử coi. Cười rồi. A Phát, chị dâu, lần này đến Hà Môn tôi đã tìm một lượt nhưng vẫn không nghe ngóng được tin tức gì. Thật xin lỗi. Không sao đâu. Mấy năm nay cậu cũng đã giúp tôi tìm lâu như vậy rồi. Thật vất vả cho cậu quá. Đúng ra đã 7 năm rồi. Hà Môn cũng không lớn, đáng lẽ là dễ tìm. Công việc kinh doanh của cửa hàng Trịnh Ký lại lớn như vậy, nhưng mà lại tìm không ra. Tôi thật vô dụng. Bỏ đi. Đã bao năm trôi qua, tôi cũng không mong đợi gì nữa. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Tôi nói này bà Trịnh, bà đã nợ tôi 5 tháng tiền nhà rồi, khi nào mới đưa cho tôi đây? Cái nhà này của tôi còn có người muốn thuê đấy. Anh xem, cái gì đem thế chấp được tôi cũng đưa hết rồi. Có thể cho tôi thêm vài ngày được không? Tôi nhất định sẽ gom đủ tiền. Tôi lấy mấy cái đồ thêu đó thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Đừng nói lời thừa thải. Cậu không trả tiền thuê nhà thì lập tức dọn đi đi. Xin lỗi anh chủ nhà, xin anh cho tôi thêm vài ngày nữa có được không? Tôi gom được tiền sẽ đưa cho anh ngay mà. 3 ngày. 3 ngày sau tôi đến lấy tiền nhà. Nếu không tôi sẽ đuổi thật đó. Đổi chân, đổi chân rồi. Chị đâu có đổi chân, em nhìn thấy rồi. Được, vậy em chơi đi. Em dẫm vào vạch rồi. Em sai rồi. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, thuyền trưởng A Phát, thuyền trưởng A Phát. Mẹ đâu? Mẹ con đang gấp rút làm việc. Mẹ nói tụi con đừng làm phiền mẹ. Vậy chúng ta đừng làm phiền mẹ các con ha. Tiểu Kiệt, đây là hộp nhạc chú tặng con. Cảm ơn thuyền trưởng A Phát. Tiểu Quân, con giúp chú đem cái này vào nhà. Nhớ nha, nói khẽ thôi. Dạ được. Mẹ ơi, mẹ nghe thấy rồi. Mẹ nhìn này, được rồi, vào nhà đi. Chị dâu, vào nhà đi. Dương phu nhân, thật ngại quá. Sản phẩm thêu của bà tôi vẫn chưa làm xong.
còn bao lâu nữa vậy? Dương phu nhân, thật là ngại quá. Hai ngày này tôi sẽ cố gắng làm cho xong. Đợi làm xong, đích thân tôi sẽ đem qua cho bà. Bà khỏi phải tự mình đến lấy. Thôi được, đi thôi. Cảm ơn. Mẹ, mẹ đã theo rất lâu rồi. Con nghe nói bây giờ có thứ gọi là máy theo. Chỉ cần đặt giải dưới mũi kim là có thể theo liền mạch đó. Tốc độ rất là nhanh. Theo tay không giống như theo máy. Tại sao lại không giống? Nhanh hơn chẳng phải càng tốt sao? Mẹ luôn cảm thấy thứ đồ máy theo ra thiếu tình cảm, vô cùng lạnh lẽo. Con xem, thứ mà mẹ theo từng đường kim mũi chỉ thì người mặc vào sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Theo thủ công có phải có thành ý hơn theo máy không? Con hiểu rồi. Mẹ, sau này đồ theo của con cũng sẽ mang theo lời chúc, tặng tấm lòng của con cho mọi người. Được rồi, ngoan, đi ngủ đi. Không, con muốn ngồi với mẹ. Được rồi, mau đi ngủ đi. Mau đi đi. Dạ. Mình ngủ quên mất. Tiêu rồi. Váy thêu của Dương phu nhân. Phần cánh hoa này, rõ ràng tối qua mình vẫn chưa thêu xong. Tiểu Quân, Tiểu Quân à, nói mẹ nghe, có phải là con thêu không? Còn cả cái khăn này, có phải con đắp cho mẹ không? Mẹ, mẹ đừng giận. Con thấy mẹ mệt quá, ngủ thiếp đi. Con không muốn đánh thức mẹ. Hơn nữa chỉ còn một chút nữa thôi, nên con mới. Cách thêu khóa này, sao con lại biết thêu? Con nhìn mẹ thêu học trộm đó. Mẹ, con thêu đều các đường rồi. Có phải vẫn chưa đủ đẹp, làm hỏng váy rồi không? Không phải. Con thêu rất đẹp. Đến mẹ cũng phải nhìn kỹ hơn mới nhận ra không phải là mẹ thêu đó. Tiểu Quân, con nghiêm túc thêu lại có thể thêu đẹp như vậy sao? Thật sao mẹ? Mẹ nói con thêu rất đẹp sao? Tiểu Quân, đúng là mẹ đã đánh giá thấp con rồi. Chỉ cần con quyết tâm nghiêm túc làm việc, tương lai nhất định sẽ còn làm tốt hơn mẹ. Cô đợi đây một chút đi, tôi đi gọi phu nhân tới. Dạ được, cảm ơn. Cô là lão gia? Tôi là thợ thêu của xưởng Quyên Ương. Tôi tới để đưa váy thêu. Xưởng thêu sao? Tôi xem nào. Đây là cô thêu sao? Tay nghề giỏi lắm. Bố cục màu sắc quá tuyệt vời.
Không ngờ cô xinh đẹp lại còn khéo tay tới như vậy. Cô khéo tay như vậy. Đào, để tôi xem đi. Đào, 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 qua đây để tôi coi coi. Phu nhân, lão gia, ông không có mắt chọn người sao? Phụ nữ làm công mà ông cũng muốn ư? Hai đứa con không có cha đã chạy khắp nơi rồi. Ai không biết, con tưởng ông chưa từng thấy đồ gì tốt đó. Phu nhân, bà hiểu lầm rồi. Cô ấy nhìn thấy tôi nên đưa váy theo cho tôi xem. Tôi cũng không từ chối được. Đợi bao nhiêu ngày mà cũng chỉ có như vậy thôi. Thôi vậy, cửa tiệm trong ngõ nhỏ thì có gì hiếm lạ chứ. Tiểu Thúy, trả tiền đuổi cô ta đi đi. Dạ. Phu nhân, tay nghề thôn quê đương nhiên không thể so được với vải ren nhập khẩu chứ. Nhưng mà cũng không tệ rồi. Cô ta cho ông sợ tay là ông đã mê rồi. Đừng nhìn cô ta yếu đuối vậy. Ông chưa thấy bộ dạng lẳng lơ của cô ta với đàn ông đâu. Chị dâu, chị sao vậy? Sắc mặt trắng bệch vậy. Không sao. Chị dâu, cậu đừng đỡ tôi. Người qua lại nhiều như vậy, họ nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Tôi đi trước đây. Tôi tiễn chị nha. Không cần đâu. Kỳ lạ, tại sao tấm thép lồi lên khác nhau lại có âm thanh khác nhau vậy? Nhạc hay thật đó. Các cậu nhìn xem cậu ta đang chơi gì kìa. Đi xem sao đi. Chúng ta qua đó xem. Đi. Đi. Cậu có gì vậy? Là thuyền trưởng A Phát mua cho tôi đó. Cậu coi, quay cái này là sẽ phát nhạc đó. Cho tôi chơi chút. Đây là hộp nhạc thuyền trưởng A Phát mua cho tôi mà. Cậu sẽ làm hỏng mất. Đưa cho tôi. Mau đưa đây. Không đưa, không đưa. Nhỏ nhen, không đưa. Đồ không có ba. Dám không nghe lời tôi. Đúng vậy, đồ không có ba. Ai cho cậu cướp? Giờ nó là của tôi. Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả? Chẳng trách ba của cậu không cần cậu. Quá đáng ghét. Trả đồ cho tôi. Muốn thì cướp đi. Trả tôi. Đồ dễ rách không ai thèm. Đồ con riêng không có ba. Đi đi đi, mau đi thôi, mau đi thôi. Chị, chị à, đừng khóc nữa. Chú A Phát sẽ sửa cho em mà. Em muốn ba, em không cần chú. Em khóc cái gì? Đánh nhau thua chị biết không? Em là con trai, tương lai còn phải bảo vệ cho mẹ. Chị biết khóc thì sao có thể bảo vệ mẹ được. Em không thể bảo vệ cho mẹ, bởi vì em quá yếu ớt. Biết mình yếu thì tốt, giờ phải khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn.
Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta mau quay về thôi, để mẹ lo lắng bây giờ. Đi thôi. Sao mình lại như vậy? Hai đứa làm gì vậy? Mau vào đi. Mau vào đây. Hai đứa lén lút làm gì vậy? Sao mắt lại sưng lên như vậy chứ? Nói gì đi. Nói đi. Con đánh nhau với bạn. Cái gì? Con đánh nhau với bạn. Mẹ, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù hai đứa không có ba vậy, nhưng mà cũng không thể mất lịch sự vô giáo dục như vậy. Con nhỏ học gì không học, lại học đánh nhau với người khác. Sau này lớn lên phải làm sao? Mẹ, là con đánh nhau với bạn, không liên quan tới Tiểu Kiệt. Ai đánh nhau cũng vậy. Cuộc đời này của mẹ, sợ nhất là người khác nói các con không có ba, vô giáo dục. Mẹ muốn các con đường đường chính chính học cách làm người. Nhưng bây giờ thì sao? Học gì không học, lại đi học đánh nhau. Các con muốn mẹ tức chết hay sao? Mẹ, mẹ, con đã sai rồi. Mẹ đừng giận. Mẹ đánh con đi mẹ. Mẹ phạt bọn con đi. Mẹ đánh bọn con đi. Được. Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ. Bà Trịnh, tôi nói thẳng, tình trạng của bà không thể kéo dài được nữa. Cứ kéo dài tiếp, sợ là không sống nổi tới năm sau. 7 năm trước, bác sĩ cũng nói tôi chỉ có thể sống được 1-2 năm. Nhưng tôi đã chịu được đến bây giờ. Có chịu đựng được thế nào cũng chỉ có giới hạn thôi. Bà Trịnh à, bà vẫn nên sớm tìm người chăm sóc con đi. Đám trẻ còn nhỏ, nếu như bà có mệnh hệ gì, bọn chúng phải làm sao? Bác sĩ, tôi cầu xin anh, đừng nói với con của tôi về bệnh tình tôi bây giờ. Được rồi. Bác sĩ, bệnh của mẹ con sao rồi ạ? Chỉ là mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Chú nói thật hay không? Đương nhiên là thật rồi. Cảm ơn bác sĩ, tạm biệt. Tại sao ba lại không cần chúng ta nữa? Em đừng nghe người khác nói linh tinh, không phải ba không cần chúng ta. Phải, họ nói chúng ta là đồ dễ trách không ai thèm. Là con riêng, ba không cần. Em phải hỏi mẹ con riêng là gì. Em đừng đi làm phiền mẹ, để mẹ nghỉ ngơi đi mà. Em muốn ba, em muốn ba. Đừng ồn ào nữa, đừng ồn ào. Không được nói linh tinh. Chị không muốn làm chị nữa, mặc kệ em. Sao vậy, sao vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt hai đứa? Chị đánh con. Chú biết rồi. Hai đứa xem, đây là gì?
Đây là tiền nước ngoài đó. Tiền nước ngoài và tiền Trung Quốc có gì khác nhau? Tiền nước ngoài có thể chạy. Con xem, chú đặt nó trong lòng bàn tay. Nắm tay lại. Con thổi vào là nó sẽ chạy mất. Thổi đi. Mất rồi. Nó ở sau tay con đó. Chú lấy ra cho con ha. Vui không? Được rồi, sau này không được khóc nữa. Con phải nghe lời chị biết chưa? Sau này chị sẽ không giận con nữa. Chú A Phát, chú làm ba của con được không? Tiểu Kiệt, chị dâu, tôi mua chút đồ cho bọn trẻ, không cần đâu. A Phát, cầu xin cậu, sau này đừng tới nhà của chúng tôi nữa. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy thì không hay đâu. Hơn nữa bọn trẻ cũng sẽ hiểu lầm. Vậy sao? Tôi thường xuyên tới đúng là không ổn. Sau này tôi không tới nữa. Chú A Phát, chú đừng đi. Chú đừng đi, đừng đi mà. Tiểu Kiệt, buông tay ra. Tiểu Kiệt, con đi qua đây. Phúc Châu, Phúc Kiến. Thiếu gia, thiếu gia. Ba về rồi. Ba về rồi. Chậm thôi, chậm thôi. Ba, con gái ngoan. Ba ôm nào. Ngồi máy bay nào, ngồi máy bay. Ngồi máy bay nào. Đừng chơi vậy, nguy hiểm quá. Bay nào, mau thả Như Bình xuống đi. Con rảnh quá đó, bay nào. Được rồi, được rồi. Con vẫn muốn ngồi máy bay. Vẫn muốn ngồi máy bay sao? Không được. Trò nguy hiểm như vậy không được chơi. Con vẫn muốn ngồi máy bay. Con muốn mà. Bà nội nói không được ngồi máy bay nữa. Ba mang quà về cho con đó. Con muốn xem không? Ba cho con xem quà được không? Con xem này. Đây là gì? Con xem, hộp âm nhạc đẹp quá. Hộp nhạc, con có mấy cái rồi, nhìn thấy không? Con không muốn hộp nhạc, con muốn ngồi máy bay. Con xem, con muốn ngồi máy bay mà. Tại con đó, ngồi máy bay mà. Thật là, được rồi, được rồi. Ba thổi kèn cho con được không? Được, con muốn nghe bài Ngôi Sao Nhỏ. Được. Ba thổi kèn bài Ngôi Sao Nhỏ cho con được không? Dạ được. Bà Trịnh, bệnh của bà không thể kéo dài được nữa. Cứ như vậy mãi, sợ là không sống được tới năm sau. Sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn thôi. Bà Trịnh, bà vẫn nên sớm tìm người chăm sóc cho tụi nhỏ đi. Chúng nó còn nhỏ. Nếu như bà có bệnh hệ gì, hai đứa đó biết phải làm sao. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ.
Ngoan, sao vậy con? Mẹ, Tiểu Quân sao vậy? Mẹ, vừa nãy con nằm mơ, con mơ thấy mẹ không còn nữa, con sợ lắm. Ngoan, chỉ là giấc mơ thôi, mẹ vẫn ở đây mà, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Mẹ, bác sĩ nói mẹ mệt quá, mẹ phải nghỉ ngơi nhiều hơn đó. Được rồi, mau ngủ đi, mẹ dỗ con ngủ nha. Dạ, mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Bà Trịnh, bệnh của bà không thể kéo dài nữa, cứ như vậy mãi sợ là không sống được tới năm sau. Bà vẫn nên sớm tìm người chăm sóc tụi nhỏ đi. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt đã không có ba. Nếu như mình lại ngã xuống, hai đứa đó phải làm sao đây? A Phát, sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu vậy? Con không sao. Sắp 7 năm rồi, cuộc sống của Thục Hoa càng ngày càng khó khăn. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, lại còn khéo tay nữa. Nuôi hai đứa con, mặc dù không dễ đi bước nữa, nhưng mà cũng không phải không có người muốn cưới. Nhưng mà cô ấy cứ không chịu đồng ý, cũng không biết cô ấy đang đợi cái gì nữa. Trịnh thiếu gia sẽ không quay lại đâu. Đã từng ấy năm rồi, hoặc là đã chết, hoặc là đã lấy người khác rồi. Dù sao cũng sẽ không về nữa. Mẹ bảo tàu nước ngoài chẳng phải muốn con làm trưởng gì đó sao? Con không muốn đi, chẳng phải muốn làm gần bờ, giúp đỡ cho mẹ con Thục Hoa nhiều hơn sao? Sao con lại không bày tỏ với cô ấy luôn đi con? Cứ cứng nhắc như vậy cũng không ổn đâu. Con như vậy ra biển không biết còn mạng để về hay không. Có thể quay về nhìn mấy mẹ con họ như vậy là đủ rồi. Con xem trí nhớ của mẹ này, mấy hôm trước có mấy người ngoài thôn hình như dò hỏi mẹ con Thục Hoa đó. Người nào, trông như thế nào? Bọn họ thần thần bí bí, hình như rất quen mặt, nhưng mẹ không nhớ ra được. Trí nhớ của mẹ thiệt tình. Tiểu Nhị, cho ba bát mì và mấy đĩa rau. A Phát, chính là họ, chính là họ đó con. Tới khi nào mới tìm được đây? Mấy hôm nay thì bộ chân tôi sắp gãy rồi. Mấy người làm gì vậy? Làm gì vậy? Dừng tay. Lão gia phải chúng tôi tới. Thiếu gia, cậu có biết mấy năm nay cậu đi, lão gia và phu nhân nhớ cậu thế nào không? Cậu mau về đi. Năm đó chính là mấy người này bắt thiếu gia đi. Mẹ đừng lên tiếng, để con nghĩ cách. Ba vị khách quan muốn ăn gì vậy?
Vừa nãy chàng phản đối rồi hay sao? Ba bát mì với mấy đĩa rau. Được, tới ngay đây. Nhanh lên, nhanh lên. Tới ngay đây. Mẹ, đồ theo và thiết kế trong tiệm chúng ta có thể kiếm nhiều tiền quá. Chúng ta có tiền rồi. Chúng ta có tiền rồi. Chúng ta có tiền rồi. Được rồi, ngoan, chúng ta đi thôi. Đúng vậy, anh nói xem hôm nay tới nơi chết tiệt gì vậy? Đến đường cũng không có mà đi. Chỉ trách chúng ta ôm việc người khác vào mình. Được rồi, bây giờ đi gãy chân cũng là báo ứng. Ông chủ, mang rượu với đồ nhắm lên đây. Nhanh lên, nhanh lên. Được. Tiểu nhị, mang rượu ra đây. Nào, ngồi đi. Tôi thấy chúng ta không tìm được người thì phải tìm bằng được mới thôi. Tôi thấy vợ nhỏ đó của thiếu gia sớm đã lấy người khác rồi. Anh nghĩ đi, một người phụ nữ sao có thể ở vậy lâu như thế chứ? Đi đâu tìm được? Không tìm được đâu. Nhưng mà cậu nói xem, nếu như không tìm được đứa cháu trai đó thì lão gia có dừng lại hay không? Tôi thấy hay là chúng ta tìm cả đời đi. Đi khắp nơi du lịch, chỉ cần hết tiền thì chúng ta lại tới tiệm đồ tây lấy. Đại ca, anh nói xem, nếu như chúng ta tìm thấy, tiền thưởng chắc phải nhiều lắm ha. Anh em chúng ta ăn chơi cả đời cũng tiêu không hết đó. Người anh em, tiền thưởng gì mà nhiều vậy? Chia cho chúng tôi chút đi. Anh em chúng tôi nói chuyện liên quan gì tới anh? Cút đi. Nghe giọng nói không giống người bản địa. Làm sao? Tới An Bình dở trò đúng hay không? Mấy người soi mói đúng hay không? Đánh cho tôi. Đánh chết ngươi. Tới đây ngang ngược này. Đánh chết chúng đi. Đánh chúng đi. Đánh đi. Đánh mạnh vào cho chúng biết mặt. Đánh cho tôi. Đánh cho tôi. Đánh mạnh vào. Đánh chết chúng đi. Dừng tay. Dừng tay. Mấy tên chó chạy giặc còn nhớ tôi không? Anh là bạn của thiếu gia. Tôi vốn định tìm mấy người tính sổ. Các người đã tự dâng tới cửa rồi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đại ca, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Mọi người giơ cao đánh khẽ. Mấy người có phải muốn gây rắc rối cho chị dâu tôi hay không? Tôi hỏi cậu, thiếu gia đâu? Mấy năm nay tại sao thiếu gia không về? Hỏi cậu đó. Thiếu gia đâu? Chúng tôi thật sự không biết. Nói. Tôi thật sự không biết. Cậu có nói hay không? Nói hay không? Đại ca, tôi nói. Thiếu gia của chúng tôi đã kết hôn rồi. Cậu ấy cưới La Tiểu Thư. Sau đó bảo chúng tôi tới đây tìm thiếu gia nhỏ. Bảo chúng tôi đưa thiếu gia nhỏ về. Chính là đứa nhỏ hôm đó ra đời đó. Không thể nào. Không thể nào. Cậu lừa tôi. Thiếu gia không thể nào thay lòng được. Thiếu gia là người ở đâu? Nói đi. Tôi nói thật đó đại ca. Tôi thật sự không lừa anh đâu. Thiếu gia là người ở đâu? Không trả tiền nhà nè. Ai làm loạn nhà chúng ta vậy? Tiền thuê đâu? Chuẩn bị xong chưa? Anh cho chúng tôi thêm mấy ngày nữa được không? Tôi đã cho cô thêm nửa năm rồi. Tôi muốn làm người tốt, nhưng mà cũng phải nghĩ cho gia đình mình chứ. Những thứ này cô mang đi đi. Đồ trong nhà tôi giữ lại, trừ vào tiền nhà của cô. Tôi cầu xin anh, hay là anh cầm chỗ tiền này trước, phần còn lại tôi sẽ trả anh sớm được không? Có vài đồng bạc này thì thôi đi. Tôi không cho cô thuê nhà nữa đâu. Tôi cầu xin anh đó. Đó đều là đồ thêu của tôi. Anh trả tôi được không? Muốn lấy những dụng cụ đó thì trả hết tiền nhà cho tôi. Nếu không thì miễn bàn đi. Mau mở cửa. Mở cửa. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Mau mở cửa. Tiểu Quân, Tiểu Kiệt, qua đây. Thu dọn đồ đạc. Nhưng mà thu dọn đồ đạc. Thank you.
Quá ra Trịnh gia đã dọn đi từ lâu rồi. Người của Trịnh gia còn phái người tới cướp Tiểu Kiệt, chia cắt mẹ con họ. May mà mình hỏi được cách liên hệ với Trịnh gia. Mình nhất định phải nhanh chóng báo cho chị dâu. Nếu như Tiểu Kiệt bị cướp đi, chị dâu làm sao mà sống tiếp được đây? Chị dâu, chị dâu à, tìm được tung tích của thiếu gia rồi. Chị dâu, Bành Hồ, Đài Loan. Mẹ ơi, đây là đâu vậy mẹ? Ở đây hả? Con nhìn đi. Bành Hồ. Bành Hồ, cái tên kỳ lạ quá. Mẹ, tại sao trước đây mẹ chưa từng nhắc tới chúng ta còn có bà ngoại vậy? Sớm biết thì chúng ta thường xuyên tới chơi với bà. Đúng đó. Mệt hả? Con không mệt, con cũng không mệt.